thành đến ban huấn luyện viên đã cùng chúng tôi gắn bó trong suốt một tháng qua để chăm dưỡng những mầm non Vino tương lai. Và nhân đây tôi cũng xin cảm ơn quý phụ huynh, các người thân của các bé đã tin tưởng cho con em mình tham gia một cuộc thi và đã dành nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc để nuôi dưỡng cái đam mê piano của các bé. Và trong ngày hôm nay, Chúa muốn chúc các con thi một đêm thi thật tốt, hãy tự tin, bản lĩnh và cố gắng chiến thắng nha. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Hạnh với những chia sẻ vừa rồi, và chắc chắn là với cương vị đại diện ban tổ chức thì anh Hạnh cũng muốn gửi đến những huấn luyện viên của chúng ta, những huấn luyện viên của The Finger Kids 2017 những bó hoa thay cho lời cảm ơn. Vì vậy chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu bây giờ các huấn luyện viên để có thể nhận hoa thay cho lời cảm ơn chân thành từ ban tổ chức ạ. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu huấn luyện viên nhạc sĩ ca sĩ Sa Huỳnh, huấn luyện viên An Con và huấn luyện viên Vũ Đặng Quốc Việt. Cảm ơn anh Hạnh cũng như là xin cảm ơn ba huấn luyện viên của chúng ta. Và chắc chắn rồi, những thành viên quan trọng nhất trong đêm chung kết ngày hôm nay không ai khác chính là 27 thí sinh, 27 tài năng piano nhí rất là xuất sắc đang ngồi ở bên trái sân khấu ạ. Gương mặt của 27 thí sinh rất là xuất sắc này thì Tú Quân xin mời lên đây chiến binh của từng đội huấn luyện viên để chúng ta có thể một lần nữa nhìn ngắm lại những gương mặt này và gửi đến các em những lời chúc tốt đẹp nhất để các em có thể hoàn thành rất là xuất sắc phần thi của mình. Nhưng mà trước hết thì để đến với từng đội thì chúng ta sẽ có những đoạn video clip rất là dễ thương để quý vị phụ huynh có thể theo dõi ngay sau đây. Thank you.
quận. Xin mời bạn Nguyễn Phúc Bảo An. Xin mời bạn Phạm Châu Giang. Xin mời bạn Lê Minh Quân. Xin mời bạn Nguyễn Lê Huy. Xin mời bạn Vũ Quốc Trung. Xin mời bạn Nguyễn Duy Minh. Xin mời bạn Phan Sĩ Trung Dũng. Và xin mời một lần nữa tất cả những thí sinh trong đội huấn luyện viên An Con của chúng ta bước lên sân khấu và chúng tôi cũng xin trân trọng mời lên sân khấu huấn luyện viên An Con để ta có thể một lần nữa động viên tinh thần và gửi lời chúc may mắn nhất đến các chiến binh trong đội của mình. Trong đội huấn luyện viên An Con thì chúng ta thấy là nam nhiều hơn nữ và hy vọng rằng là các bạn nam cũng như các bạn nữ, tất cả các bạn cũng sẽ đều có những màn trình diễn ấn tượng như nhau. Một lần nữa xin cảm ơn chúng bạn thí sinh rất là nhiều. Xin cảm ơn huấn luyện viên An Con, một lần có tay dành cho đội huấn luyện viên An Con ạ. 1, 2, 3. Xin cảm ơn và xin mời các bạn thí sinh chúng ta có thể về chỗ chuẩn bị và xin cảm ơn một lần nữa huấn luyện viên An Con. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với video clip cũng sẽ dễ thương và ấn tượng không kém đến từ đội của huấn luyện viên Quốc Việt. Sẽ cùng tranh đấu trong đêm chung kết của The Finger Kids 2017 ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi xem những màn trình diễn sẽ được diễn ra như thế nào. Và không làm mất thời gian của tất cả quý khách mời, quý phụ huynh nữa, đêm chung kết The Finger Kids 2017 sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Và đến với đêm chung kết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 vòng thi. Và vòng đầu tiên sẽ bắt đầu ngay bây giờ, đó là vòng đối đầu. Với vòng đối đầu thì các thí sinh sẽ độc tấu piano với một tác phẩm tùy chọn trong thời lượng là 2 phút ạ. Và 2 phút trên sân khấu chính của chương trình, thời gian sẽ được tính sau khi nốt đầu tiên của phím đàn vang lên. Và sau 2 phút thì tiếng chuông sẽ báo hiệu thời lượng cho phép đã hết. Thì khi mà nghe tiếng chuông, các thí sinh sẽ phải dừng phần trình diễn của mình, bởi vì thời gian của chúng tôi chỉ có 2 phút mà thôi, và các bạn nhỏ của chúng ta sẽ phải trình diễn hết sức mình trong vòng 2 phút này. Và ở vòng này thì các huấn luyện viên cũng sẽ là người đưa ra quyết định thí sinh nào sẽ bước tiếp vào vòng trong, vòng live show quyết định. Và bây giờ thì giây phút hồi hộp đã đến rồi, chúng ta sẽ đến ngay với lại vòng đối đầu của The Finger Kids 2017 ngày hôm nay, với lượt đấu đầu tiên của đội huấn luyện viên Sa Huỳnh. Lượt đấu, mỗi lượt đấu của chúng ta thì sẽ có 3 bạn thí sinh. Và với lượt đấu đầu tiên này thì Tú Quân xin mời lên sân khấu 3 bạn nhỏ sau bạn Nguyễn Vũ Quang Huy. Một tràng pháo tay dành cho từng bạn được không ạ? Bạn Lý Thiên Hương và bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân. Bạn Nguyễn Vũ Quang Huy, bạn Lý Thiên Hương và bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân sẽ là 3 bạn tranh tài đầu tiên. Và thời gian sẽ được tính khi mà nốt đàn đầu tiên vang lên.
Tiếp theo xin mời bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân. Thank you.
Ba bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình trong lượt đấu đầu tiên đến từ đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Và ngay sau đây sẽ là lượt đấu thứ hai của ba bạn nhỏ trong đội của huấn luyện viên An Con. Xin mời lên sân khấu bạn Phạm Châu Giang, bạn Phan Sĩ Trung Dũng và bạn Vũ Quốc Anh. Và trước khi đến với phần đấu của ba bạn thí sinh thì chúng ta vẫn sẽ có một đoạn video clip nhỏ giới thiệu về ba bạn. Thí sinh đầu tiên xin mời bạn Phạm Châu Giang ạ. Mời bạn đến với vị trí piano của mình để chuẩn bị phần thi đấu. Và xin mời hai bạn còn lại chúng ta di chuyển xuống phía dưới sân khấu để chuẩn bị. Và thời gian sẽ được tính sau khi nốt đàn đầu tiên vang lên. Xin mời bạn Phan Sĩ Trung Dũng. Thank you.
Xin mời bạn Vũ Quốc Anh. Chúng ta sẽ đến với lượt đấu tiếp theo của ba bạn nhỏ trong đội huấn luyện viên Quốc Việt. Xin mời lên sân khấu bạn Trần Hy Lạp, bạn Lê Công Tuấn Minh và bạn Nguyễn Đặng Bảo Nghi. Trận đấu bắt đầu, xin mời bạn thí sinh đầu tiên, bạn Trần Hy Lạp vào vị trí của mình. Và xin mời hai bạn nhỏ còn lại chúng ta tiến về phía dưới sân khấu để chuẩn bị. Xin mời bạn Lê Công Tuấn Minh.
mời bạn Nguyễn Đặng Bảo Nghi. Lượt đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là 3 chiến binh, 3 tài năng đến từ đội của huấn luyện viên An Con. Xin mời lên sân khấu bạn Nguyễn Lê Huy, bạn Nguyễn Phúc Bảo An và bạn Vũ Quốc Trung. Trận đấu bắt đầu, xin mời thí sinh đầu tiên bạn Nguyễn Lê Huy. Xin mời bạn Nguyễn Phúc Bảo An. Thank you.
Xin mời bạn Vũ Quốc Trung. Và lượt đấu thứ 5 sẽ là phần tranh tài của ba tài năng trong đội của huấn luyện viên Quốc Việt. Xin mời lên sân khấu bạn Lê Vương Khánh, bạn Nguyễn Tâm Đoan và bạn La Nguyên Bảo. Phần tranh tài bắt đầu, xin mời thí sinh đầu tiên bạn Lê Vương Khánh. Theo xin mời bạn Nguyễn Tâm Đoan.
Xin mời bạn La Nguyên Bảo. Vào lượt đấu thứ 6 trong vòng đối đầu tối hôm nay sẽ là ba bạn nhỏ đến từ đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Xin mời lên sân khấu bạn Ngô Nguyễn Gia Phương, bạn Mai Chí Công và bạn Đặng Khánh Tùng Linh. Trận đấu bắt đầu, xin mời thí sinh đầu tiên bạn Ngô Nguyễn Gia Phương. Xin mời bạn Mai Chí Công. Thank you.
Mời bạn Đặng Khánh Tùng Linh. Tiếp theo sẽ là lượt đấu thứ 7 trong vòng đối đầu đến từ ba bé của đội huấn luyện viên Quốc Việt. Xin mời lên sân khấu bạn Nguyễn Phúc Bình An, bạn Bùi Bảo Ngọc và bạn Trần Khánh Vân. Phần tranh tài bắt đầu, xin mời thí sinh đầu tiên bạn Nguyễn Phúc Bình An. Thank you.
Xin mời bạn Bùi Bảo Ngọc. Tiếp theo xin mời bạn Trần Khánh Vân. Đang đến với những lượt đấu gần cuối cùng của vòng đối đầu ngày hôm nay, và bây giờ sẽ là lượt đấu thứ 8 với phần thể hiện của 3 thí sinh nhí trong đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Xin mời lên sân khấu bạn Tăng Thế Bá, bạn Lâm Khải Duy và bạn Ngô Phương Hồng. Trận đấu bắt đầu, thí sinh đầu tiên xin mời bạn Tăng Thế Bá. Thank you.
mời bạn Lâm Khải Duy. Xin mời bạn Ngô Phương Hồng. Thank you.
Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với lượt đấu cuối cùng, lượt đấu thứ 9 trong vòng đối đầu của The Finger Kids 2017. Và xin mời lên sân khấu ba bạn thí sinh của đội huấn luyện viên An Con. Xin mời bạn Lê Minh Quân, bạn Nguyễn Văn Thuận và bạn Nguyễn Duy Minh. Phần tranh tài bắt đầu, xin mời thí sinh đầu tiên bạn Lê Minh Quân. Thank you.
Xin cảm ơn Duy Minh rất nhiều. Và Nguyễn Duy Minh cũng là bạn thí sinh đã kết thúc vòng thi đối đầu của chúng ta ngày hôm nay trong The Finger Kiss 2017. Và một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho 27 thí sinh. 27 thí sinh rất là xuất sắc đã hoàn thành phần thi của mình. Và sau khi mà được chứng kiến những ngón đàn điêu luyện cũng như là được nghe những màn trình diễn rất là ấn tượng từ các thí sinh, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất là hồi hộp và căng thẳng. Mà có lẽ là chúng ta vừa muốn vừa không, tức là chúng ta sẽ phải chia tay một vài bạn thí sinh, mặc dù các bạn ấy trình diễn rất là tốt. Và đây sẽ là những quyết định rất là khó khăn đến từ các huấn luyện viên. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với kết quả của đội huấn luyện viên Sa Huỳnh. Tú Quân xin mời lên sân khấu một lần nữa chính bạn thí sinh, chính chiến binh rất là dễ thương đến từ đội huấn luyện viên Sa Huỳnh. Xin mời bạn Nguyễn Vũ Quang Huy, bạn Lý Thiên Hương, bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân, bạn Ngô Nguyễn Gia Phương, bạn Mai Chí Công, bạn Đặng Khánh Tùng Linh, bạn Tăng Thế Bá, bạn Lâm Khải Duy và bạn Ngô Phương Hồng. Bây giờ xin mời các bạn đứng theo lượt đấu giúp Tú Quân nha. Lượt đấu đầu tiên, bạn Nguyễn Vũ Quang Huy, bạn Lý Thiên Hương và bạn Nguyễn Thị Thanh Ngân, chúng ta di chuyển đứng về bên phía trái của sân khấu. Lượt đấu đầu tiên ạ. Lượt đấu thứ hai là bạn Ngô Nguyễn Gia Phương, bạn Mai Chí Công và bạn Đặng Khánh Tùng Linh. Và lượt đấu thứ ba, bạn Tăng Thế Bá và bạn Lâm Khải Duy, bạn Ngô Phương Hồng. Đây là ba cặp đấu, chính bạn thí sinh trong đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Và chúng ta ngay bây giờ thì sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, cuộc nhận xét từ đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh và cũng là phần chọn lựa của chị đối với các thí sinh của mình. Xin chào tất cả quý vị phụ huynh có mặt trong đêm hôm nay cũng như các con của đội cô Sa Huỳnh. Chính con trong đêm hôm nay đã tỏa sáng hết sức có thể và cô cảm thấy rất xúc động. Cô đã hấp thu cái nguồn năng lượng đó của các con và đó là tất cả những cái năng lượng tốt nhất và cô rất là biết ơn tụi con đã cho cô có cái cơ hội để lắng nghe những cái tiếng đàn đó. Và cái lần này là cô sẽ chia tay các con và cô không muốn điều này. Cô không muốn. Và cái nhóm một của chúng ta là Huy, Hương, Ngân, ba bạn ngang tài ngang sức, và nhưng cô chỉ được quyền chọn một. Huy hôm nay chơi rất là tự tin, cần thêm cái sức từ cơ thể của con nhiều hơn nữa, và cô vẫn mong muốn điều đó. Tiếng đàn của con vẫn còn chưa có được giải phóng, cho nên cô mong muốn là con sẽ có thêm sức khỏe để tiếp tục có những cái cống hiến cho âm nhạc nhé. Chứ con là một tài năng. Cô rất thích mỗi lần mà cô có cơ hội được dạy con là cô cũng thấy là con là một cậu bé rất là thông minh. Cảm ơn Huy. Còn Hương hôm nay, riêng hôm nay là chơi tốt hơn những cái buổi từ trước đến nay. Riêng hôm nay, nếu mà có dịp ghi hình lại thì con xem lại con cũng biết được điều đó. Và cô thấy là trong ba bạn thì hôm nay con chơi sạch sẽ nhất. Không có một cái gì tác động đến cái tác phẩm của mình nhiều. Ngân, cô cảm động lắm nha. Con đàn cái tác phẩm này rất là trọn vẹn. Có cái khúc đầu tiên mình bị trượt nốt là do mình chưa có kinh nghiệm sân khấu. Cái đó thì không sao. Khi con xem lại cái clip con sẽ thấy điều đó. Ba bạn cô chọn một bạn thôi.
để tiếp tục đi thi đấu là Hương nha. Con tiếp tục. Một tràng pháo tay chúc mừng cho bạn Lý Thi Hương ạ. Và cũng xin cảm ơn hai bạn còn lại, Quang Huy và Thanh Ngân. Cảm ơn tụi con. Lượt đấu tiếp theo. Rồi, nhóm tiếp theo của chúng ta là Phương, Công, Linh. Mời Phương. Lý Thương mình bước lên một tí. Rồi. Phương, con hôm nay đàn tốt lắm. Trọng âm, giữ nhịp chắc, ngón chắc. Tất cả mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với những cái hôm cô gặp con. Con tiến bộ vượt bậc theo từng ngày. À, hôm nay có hai cái mình bị trượt đi đúng không? Thì không sao, là do mình chưa quen thôi. À, nhưng mà cô thấy con tốt hơn những cái buổi trước rất nhiều. Cảm ơn con. À, Mai Chí Công, con có cố gắng. Có những lúc con run rẩy, con sợ. Cô nghe được điều đó. Nhưng con đã cho khán giả lắng nghe những cái tâm tình của mình. Từ tiếng là cái ngón tay. Thì đó là cái cô rất là quý. Tùng Linh, hôm nay con chiến đấu rất là mạnh mẽ. Những cái nốt mà con bị trượt, vẫn có nốt trượt, vẫn có những cái nốt mà mình không ưng ý. Nhưng ngón tay của con đã chắc chắc nhất trong ba bạn. Trong ba bạn, trong nhóm này, ngón tay của con là chắc chắn, chắc khỏe, đúng nghĩa là chắc và khỏe. Bây giờ cô không biết là sẽ quyết định chọn bạn nào. Nhưng mà cô... thôi. Công đi nhé, đi với cô, tiếp tục đi. Xin chúc mừng Mai Chí Công ạ. Mời bạn bước lên phía trước. Và nhóm tiếp theo. Nhóm cuối cùng của chúng ta. Ba bạn. Thì Thế Bá, cô tiếc ghê vậy á. Cô không có dịp gặp con thêm một lần nữa. Cô gặp con ít nhất luôn. Và nhưng hôm nay con chơi cái quãng 8, con đã tự tin hơn. Vẫn trượt, nhưng có những cái khoảnh khắc, những cái nốt con lóe sáng luôn á. Tóe lửa. Cô thấy được điều đó, nhưng nó chưa nhiều để đủ để mà mình chiến đấu với hai đội kia. À, đội của Ân Con và của Việt, rất nhiều bạn tiềm năng. Cho nên con hãy về nhà tập kỹ những cái kỹ thuật ngón cần thiết của Pino, giúp cho con tự tin hơn. Thế Bá nha, cảm ơn con. Hồng, một cô bé có tâm hồn rất là quý. Cô thấy được điều đó. Cô chọn con từ xa, cô không trực tiếp nhìn thấy con, nhưng cô đã nghe thấy tiếng đàn đó từ xa. Và cô rất quý cái âm nhạc từ trong con người của con. Dĩ nhiên, ngón tay của con vẫn còn thô sơ, còn những cái cần để mình hiểu hơn. Nhưng hôm nay con đã làm rất tự tin. Có cái clip để lưu lại làm kỷ niệm. Cảm ơn Hồng. Cô xin phép nhận xét bạn cuối cùng là Lâm Khải Duy. Con là một chàng trai cực kỳ cá tính, cực kỳ có nội tâm, nội lực và có tài năng. Cô tin là con sẽ phát triển, sau này con sẽ thành công về cuộc sống. Khi mà con tự tin như thế, cô rất là thích. Nhưng cô thấy cô xin phép ba bạn
trong nhóm này. Cô không thể chọn bạn nào cả. Bởi vì xin phép Lâm Khải Duy, con có thể nhường cái quyền, bởi vì cô sẽ chọn con, nhưng con có thể nhường một quyền nào đó cho ba em còn lại không? Bởi vì một trong ba em này rất là bất ngờ từ huấn luyện viên Sa Huỳnh à. Rất là có cố gắng, và mấy em này nó cần cái sự động viên rất lớn từ tinh thần. Cô thấy nội một mình con thôi là con đã có những cái phát triển tốt rồi, và con có thể thành công nếu như con tự đi. Con có khả năng tự đi, con hiểu không? Và cô tự tin là con làm được. Cho nên là cô sẽ chọn một bạn trong đây, một trong ba bạn trong đây. Ngân, con bước lên. Xin lỗi. Tại vì nhiều khi cái quy định bắt buộc của chương trình là bắt buộc phải chọn một trong ba. Cho nên thôi, Duy hãy cứ tiếp tục chiến đấu cùng với các bạn nha, cùng giúp cho cô đi tiếp. Tại vì cô không thể nào nâng đỡ các con nhỏ như thế này được. Tại vì cô thấy tội nghiệp tụi nó. Tại vì, nhưng thôi, bây giờ cuộc thi nó bắt buộc phải như thế. Các con đừng buồn cô nha Huy. Đừng buồn cô nha Ngân. Rồi, Phương đừng buồn. Duy đứng lên trên cái mức thang này. Đứng lên. Những quyết định rất là khó khăn đến từ huấn luyện viên Sa Huỳnh để chọn ra ba chiến binh đi tiếp vào vòng live show của The Vinger Kids 2017. Một lần nữa xin chúc mừng Lý Thiên Hương, Mai Chí Công và Lâm Khải Duy. Và cũng xin chúc mừng tất cả các bạn còn lại, bởi vì các bạn rất là xuất sắc. Và chắc chắn các bạn sẽ rất là mong muốn những đại diện trong nhóm mình sẽ thay mặt mình để trình diễn tốt và giành những giải thưởng cao trong vòng live show, đúng không ạ? Và đại diện từ phía ban tổ chức thì chúng tôi cũng xin trao tặng 9 phần quà cho 9 bạn nhỏ trong đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Và đây là những phần thưởng để chúc mừng cho các bạn, những bạn nhỏ rất là xuất sắc để có thể đi đến vòng chung kết của The Finger Kids 2017. Phần quà bao gồm thú bông thỏ kawaii, kỷ niệm 90 năm sinh nhật piano kawaii và một voucher mua hàng trị giá 1 triệu đồng trong hệ thống của Viettel Music. Và chúng tôi xin mời đại diện từ phía ban tổ chức lên sân khấu để có thể trao những phần quà này đến cho chính bạn thí sinh, chính tài năng nhí của chúng ta. Mời tất cả các bạn cùng đứng tiến lên phía trước. Một tràng pháo tay một lần nữa chúc mừng cho 9 chiến binh của đội huấn luyện viên Sa Huỳnh. Xin cảm ơn chính bạn thí sinh của chúng ta rất là nhiều, cũng như là xin cảm ơn huấn luyện viên Sa Huỳnh đã đưa ra những lựa chọn. Xin mời các thí sinh của chúng ta trở về chỗ ạ. Và tiếp theo thì sẽ là những quyết định khó khăn đến từ huấn luyện viên An Con. Và xin mời lên sân khấu chính tài năng trong đội của huấn luyện viên An Con. Xin mời bạn Phạm Châu Giang
bạn Phan Sĩ Trung Dũng, bạn Vũ Quốc Anh, bạn Nguyễn Lê Huy, bạn Nguyễn Phúc Bảo An, bạn Vũ Quốc Trung, bạn Lê Minh Quân, bạn Nguyễn Văn Thuận và bạn Nguyễn Duy Minh. Các bạn vui lòng đứng theo nhóm đấu. Nhóm đầu tiên là bạn Phạm Châu Giang, bạn Phan Sĩ Trung Dũng, bạn Vũ Quốc Anh. Chúng ta đứng ở bên phía phải sân khấu, phía trái sân khấu. Và tiếp theo là nhóm đấu thứ hai, bạn Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Phúc Bảo An, Vũ Quốc Trung. Và cặp đấu cuối cùng là bạn Lê Minh Quân, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Duy Minh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận xét và lựa chọn của huấn luyện viên An Con. Xin chào tất cả các chiến binh mạnh mẽ của team cô An Con. Chúng ta đã có gần như là một tháng để gặp gỡ, tập luyện, giao lưu và học hỏi cùng với nhau. Chúng ta đã có những giây phút tập luyện cùng với cô, cùng với cô Vi và thầy Duy là hai người cố vấn của team An Con. Và trong thời gian qua, các bạn mỗi người có mỗi một cái sở trường riêng, có một cái thế mạnh riêng và cũng có những cái khuyết điểm mà chúng ta đã từng làm việc và hết sức làm sao để cho bài những cái tác phẩm của mình trình diễn nó thật là xuất sắc. Thì cô nghĩ rằng tất cả những cái lời khuyên mà cô dành cho các con, dành cho mỗi bài nhạc và dành cho mỗi một tâm hồn của các con, một tâm hồn, một nghệ sĩ chơi đàn bên trong con người các con, là cô đã cố gắng hết sức truyền đạt. Và hy vọng rằng các con là đã có những kiến thức mới, những kinh nghiệm dành riêng cho bản thân mình. Thì cô cũng đã nói rất là nhiều lần, đây là một cuộc chơi mà chúng ta có cơ hội được gặp gỡ với nhau, là một cái duyên để cho các con gặp cô và đã lựa chọn cô, và cũng là một cái duyên để các con được gặp gỡ tất cả những bạn thí sinh khác. Thì cô hy vọng rằng các con đừng buồn nếu như cô có chọn ai và không lựa chọn ai. Bởi vì hãy nhớ lời của cô nói là tất cả những thời gian qua, những buổi gặp gỡ tập luyện cùng với cô là những cái điều quý báu nhất mà các con nhận được, chứ không phải là sự thắng thua trong cuộc chơi này. Và cô cũng hy vọng là tất cả mọi người sẽ có những kinh nghiệm mới, những kiến thức mới, và sau này sẽ giúp cho các con tốt hơn trong việc tập luyện, trong việc chơi đàn piano và mang tiếng đàn của mình đến cho những khán giả. Thì trong ngày hôm nay, cô cũng xin chúc mừng tất cả mọi người đã chiến thắng bản thân mình, đã ít nhất có thể thể hiện bản thân, thể hiện tác phẩm của mình trước mặt bao nhiêu khán giả ở đây. Đó là một điều rất là đáng khen ngợi. Có những bạn thì rất là ngại ngùng nhưng cũng đã cố gắng hết sức, tự tin và tỏa sáng như những gì cô đã nhắn nhủ đến với mỗi bạn. Thì sau đây thì cô xin đưa ra lựa chọn cho từng đội chơi của mình. Thì đầu tiên đối với đội Châu Giang, Trung Dũng và Quốc Anh, Châu Giang là cô gái duy nhất trong team của cô. Để chiến đấu với hai em nhỏ hơn thì cô nghĩ đó cũng là một cái áp lực với mình. Trung Dũng, con là người mà cô lựa chọn cuối cùng cho team của cô. Và bởi vì con lúc ở vòng sơ loại, cô cũng đã nhìn thấy được những cái tiềm năng của bên trong con. Quốc Anh, con là một trong những thí sinh nhỏ tuổi của team cô, rất là dễ thương, khá là nhát khi mà mọi người kêu con chơi cho mọi người nghe. Nhưng mà cô biết là con có thể làm được, chỉ là con vẫn còn chưa bộc lộ được hết bản thân mình. Thì trong team của mình, cả ba bạn cùng chơi thể loại classic và chơi những bản nhạc rất là tình cảm, rất là nhẹ nhàng, da diết. Thì đối với team này, cô xin chọn Châu Giang là người đi tiếp cùng với cô. Và mong là hai em hãy tiếp tục cổ vũ cho chị để chị cùng chiến đấu với những thí sinh còn lại. Ha, đừng buồn cô nha. Xin chúc mừng Châu Giang ạ. Mời Châu Giang bước lên phía trước một bước và cũng xin cảm ơn Trung Dũng và Quốc Anh. Rồi đến với team thứ hai của cô, Lê Huy, Bình Bảo An và Quốc Trung, ba bạn nam, mỗi người một sở trường riêng. Bảo An ở đây cô gặp con khá là nhiều lần, tập luyện cùng với cô những bản nhạc rondo rất là dễ thương, rất là ngắn. Ở Bảo An có một cái gọi là khá giống như Quốc Anh, đó là nhút nhát, ít nói, nhưng mà vẫn rất là cố gắng học hỏi. Lúc nào cũng hỏi cô ơi chỗ này mình đàn thế nào, chỗ này con đàn thế nào, con cảm thấy chưa có tự tin lắm.
và con cũng là nhỏ tuổi nhất nên là có thể đó là một cái rào cản mà con cảm thấy áp lực đúng không? Nhưng mà hôm nay cô thấy con trình diễn tốt hơn bao giờ hết so với những lần mà mình tập luyện. Thì cô nghĩ rằng mình có những cái sự tiến bộ từng ngày, mình có một cái sự tiếp thu rất là tốt và mình nên phát huy cái điều đó ha. Với Lê Huy, con là người chơi nhạc Chopin và Chopin là một nhà soạn nhạc mà cô gọi là nhà soạn nhạc yêu thích nhất của cô. Và trùng hợp là hai bản nhạc con chọn đều là của Chopin hết. Bởi vì vậy mà cô cảm thấy rằng mình giữa cô và con có những cái đồng điệu và cô có thể giúp cho con tốt hơn. Thì trong những buổi tập vừa qua, trong những bài, với bài Vals và hay là bài Nocturne kia, thì cô cũng đã cố gắng truyền đạt hết cho con, chỉ dạy cho con những cái chỗ mà mình cần phải sửa lại. Thì hôm nay có thể là do mình run quá nên là có một số chỗ mình vẫn còn hơi bị trong chân một chút xíu. Nhưng mà nhìn chung con thể hiện rất là tốt. Và với Quốc Trung, có thể xem là người anh của đội này, thì con đã thể hiện một bản nhạc trơn tru, sạch sẽ và khá là tự tin. Thì ba bạn này, đây là một ca khó dành cho cô, bởi vì cô không biết là nên chọn ai và nên bỏ ai, bởi vì cả ba bạn đều có cái, đều đánh theo những cái thể loại nhạc mà bản thân cô rất là yêu thích, thể loại lãng mạn, dễ thương đó. Nhưng dù gì thì cũng giống như cô đã nói là các con đừng quan trọng thắng thua, hãy trân trọng những thời gian mình ở bên nhau và trân trọng cái kinh nghiệm mà những buổi tập luyện chúng ta gặp nhau ha. Vì vậy trong team này, cô xin chọn Quốc Trung là người đi tiếp với cô. Chúc mừng Quốc Trung ạ. Và team cuối cùng, đội Let It Go của cô, là cô hay chọc là đội cực nhất, cực cho cô và cực cho cả thầy Duy của mình, bởi vì chúng ta bắt đầu hầu như là phải tập một bài mới hoàn toàn. Đây là một bản nhạc mà cô phải dựng cho từng bạn, từng phân đoạn và phải hẹn một lúc cả ba bạn lên để cùng rap với nhau. Thì Minh Quân, con nhỏ tuổi nhất, hay có thể là hay bị hai anh mình kế bên hay ăn hiếp đúng không? Nhưng mà cũng rất là lém lĩnh. Duy Minh rất là chịu khó từ Tiền Giang lên đây, mỗi ngày bắt xe lên tập với cô, đó, rất là chịu khó. Đến rồi tập cả ngày rồi về, rồi lần sau lại lên gặp tập tiếp. Đó là một cái điều mà cô rất là quý, tức là mình rất là có tính chịu khó tiếp thu, rất là cần cù. Và Thuận, người anh lớn nhất trong đội An Con, con ban đầu cảm thấy con khá là hiền, ít nói, nhưng mà càng khi mà team của mình thân hơn rồi thì cô thấy là con bộc lộ cái sự gọi là tự tin hơn đó. Với bài nhạc này, thì bài nhạc Let It Go này, cả ba bạn cùng đánh chung một bài, thì tuy rằng cái màn trình diễn của mình nó không được dàn dựng liên tục với nhau, nhưng cô cảm thấy là cả ba cũng có một cái sự phối hợp rất là ăn ý về cái nhịp phát, về cái tốc độ của bài. Những gì mà các bạn lúc mà tập với cô còn bị sai sót, còn bị khiếm khuyết, các bạn hãy cố gắng ghi nhớ những lời cô dặn, những lời cô chỉ dẫn cho cái bài nhạc này, và mình áp dụng được cho những cái bài sau này mà các con có tập thêm về thể loại nhạc cover ha. Với đội Let It Go này, cô sẽ phải chọn một người đi tiếp, và người cô muốn cùng với cô chiến đấu với những team còn lại là Minh Quân. Vậy là Châu Giang, Quốc Trung và Minh Quân sẽ là ba tài năng đi tiếp trong đội của huấn luyện viên An Con, và chắc chắn chúng ta vẫn sẽ rất là trân trọng và ghi nhận nỗ lực của 6 bạn thí sinh còn lại với những phần trình diễn rất là tuyệt vời, và đại diện ban tổ chức vẫn sẽ có những phần quà gửi tặng đến cho chính bạn thí sinh của đội huấn luyện viên An Con. Mỗi bạn sẽ nhận được một thú bông thỏ kawaii nhằm kỷ niệm 90 năm sinh nhật của Piano Kawaii và một voucher mua hàng trị giá 1 triệu đồng tại tất cả các hệ thống của Việt Hương Music. Ta cùng một lần nữa dành một tràng pháo tay chúc mừng cho ba bạn đi tiếp, cũng như là cảm ơn những nỗ lực, những phần trình diễn rất là tuyệt vời của 6 bạn thí sinh còn lại. Xin mời các bạn chúng ta trở lại vị trí và xin cảm ơn huấn luyện viên An Con. Và bây giờ sẽ là phần lựa chọn của đội huấn luyện viên Quốc Việt.
Xin mời lên sân khấu bạn Trần Hy Lạp, bạn Lê Công Tuấn Minh, bạn Nguyễn Đặng Bảo Nghi. Ba bạn trong nhóm đấu đầu tiên, các bạn đứng vào bên trái của sân khấu. Rồi và tiếp theo sẽ là nhóm đấu thứ hai. Mời bạn Lê Vân Khánh, bạn Nguyễn Tâm Đoan và bạn La Nguyên Bảo ạ. Đây là nhóm đấu thứ hai của chúng ta. Ba bạn nhỏ chúng ta đứng ở phía chính giữa của sân khấu. Và cuối cùng xin mời bạn Nguyễn Phúc Bình An, bạn Bùi Bảo Ngọc và bạn Trần Khánh Vân. Đây là chính gương mặt trong đội của huấn luyện viên Quốc Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như là lựa chọn từ huấn luyện viên Quốc Việt. Đầu tiên thì thầy xin chúc mừng tất cả 9 đứa chúng con. Xin quý phụ huynh cùng tất cả mọi người đây cho các con một tràng pháo tay được không ạ? Cái lời thứ hai thì cũng xin cảm ơn đến quý phụ huynh là những cha mẹ đã không ngại đường xa để cho con mình đến đây. Thì cũng xin các con cũng như là tất cả mọi người ở đây cho các quý phụ huynh một tràng pháo tay được không ạ? Cái tuần này thì thầy mất mát khá nhiều đó. Thầy mới bị mất cái ruột thừa xong. Bây giờ thì thầy mất thêm mấy đứa con nữa thì đau đớn quá. Thì trong 9 đứa thì ba cái nhân vật mà mình trăn trở nhất đó là ba cái bé này. Hôm nay ba bé nó đàn hay quá sức đi. Mà vì nguyên tắc thì mình không thể chọn ba đứa trong một đội được. Thôi bây giờ để cho nó nhanh gọn lẹ đi ha, để thầy cũng bớt đau lòng. Thầy mới mất cái ruột rồi, bây giờ thầy không muốn mất luôn cái lòng nữa thì nó khổ lắm. Bây giờ thầy gọi ba đứa ha, ba đứa là coi như là vào chung kết. Thì em nào có tên thì bước lên trên. Nguyễn Tâm Đoan, chúc mừng Nguyễn Tâm Đoan. Nguyễn là hồi hộp ạ. Nguyễn gì ạ? Chắc mất cái lòng quá. Và lựa chọn là Nguyễn Đặng Bảo Nghi. Ba đứa đó, trong ba đứa nào họ Nguyễn thì bước lên. Ba đứa cuối cùng. Xin chúc mừng ba đứa con. Một lần nữa xin chúc mừng ba chiến binh đã đi tiếp của đội huấn luyện viên Quốc Việt. Và cũng như là xin cảm ơn phần tham gia trình diễn rất là tuyệt vời của 6 bạn thí sinh còn lại. Và các ban tổ chức sẽ gửi tặng đến tất cả các thí sinh của chúng ta những phần quà đến từ Piano Kawaii và Việt Hương Music. Chúng tôi vẫn thấy là những bạn thí sinh dù không đi tiếp nhưng mà vẫn nở một nụ cười rất là tươi để chúc cho những người bạn của mình đại diện cho mình sẽ trình diễn thật là xuất sắc và đại diện cho đội huấn luyện viên của mình để giành những giải thưởng cao trong The Finger Kids 2017. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Dành tặng cho 9 thí sinh trong đội của huấn luyện viên Quốc Việt. Cảm ơn rất nhiều, xin mời các bạn thí sinh của chúng ta trở về vị trí. Và xin cảm ơn huấn luyện viên Quốc Việt.
Và như đã thông báo từ đầu thì sau vòng đối đầu chúng ta sẽ đến với vòng live show chung kết của The Finger Kids 2017. Nhưng trước khi đến với vòng live show, trước khi mà gặp lại chính gương mặt vừa được lựa chọn để đi tiếp của The Finger Kids 2017 thì chúng ta sẽ có một tiết mục đến từ khách mời của chương trình. Một tiết mục rất là thú vị và dễ thương, đến từ khách mời Huỳnh Hữu Duy, quán quân cuộc thi Piano Cover Contest 2016 do Việt Thương và Kawaii tổ chức. Và khách mời của chúng ta sẽ trình diễn một tiết mục có tên là Bốn Chữ Lắm. Thank you.
cảm ơn khách mời Huỳnh Hữu Duy, quán quân của Piano Cover Contest đã mang đến một không khí rất là tươi vui cho The Finger Kids 2017 của chúng ta qua phần trình diễn ca khúc 4 chữ lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng live show của The Finger Kids 2017 đêm hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại gương mặt chính bạn thí sinh đã được lựa chọn để bước tiếp đến từ đội của các huấn luyện viên. Đầu tiên thì xin mời ba bạn đến từ của đội huấn luyện viên Sa Huỳnh. Xin mời Lý Thiên Hương, Mai Chí Công và Lâm Khải Duy. Tiếp theo là ba bạn thí sinh của đội huấn luyện viên An Con. Xin mời bạn Phạm Châu Giang, bạn Vũ Quốc Trung và bạn Lê Minh Quân. Và đội huấn luyện viên Quốc Việt, xin mời bạn Nguyễn Đặng Bảo Nghi, bạn Nguyễn Tâm Đoan và bạn Nguyễn Phúc Bình An ạ. Mời tất cả các thí sinh của chúng ta, những 9 thí sinh đã được lựa chọn bước lên sân khấu. Và đây sẽ là 9 gương mặt sẽ cùng tranh đấu trong vòng live show để quyết định ra những thứ hạng cao nhất của The Finger Kids 2017. Và chúng ta dành một tràng pháo tay nữa khích lệ tinh thần của 9 thí sinh ạ. Với vòng live show thì thể thức thi của chúng ta sẽ như sau. Các bạn thí sinh sẽ trình diễn một tác phẩm tùy chọn. Vòng này thì không có giới hạn thời gian như là vòng đối đầu. Và phần thi này huấn luyện viên có quyền hỗ trợ cho thí sinh của mình. Và thứ tự trình diễn thì chúng tôi sẽ căn. Và các bạn thí sinh sẽ trình diễn theo thứ tự mà Tú Quân vừa đọc tên, đến từ từng đội huấn luyện viên. Đầu tiên là huấn luyện viên Sa Huỳnh và ba bạn nhỏ là Lý Thiên Hương, Mai Chí Công, Lâm Khải Duy sẽ trình diễn trước. Sau đó sẽ đến Phạm Châu Giang, Vũ Quốc Trung, Lê Minh Quân. Và ba bạn tiếp theo là Bảo Nghi, Tâm Đoan và Bình An. Bây giờ thì Thiên Hương là thí sinh sẽ trình diễn đầu tiên trong vòng live show. Chúc bạn sẽ trình diễn rất là tuyệt vời và sẽ mang đến hết sức nỗ lực của mình cho các huấn luyện viên. Một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần của Thiên Hương ạ. Và mời 8 bạn thí sinh còn lại chúng ta trở về vị trí của mình để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Xin mời bạn Mai Chí Công. Thank you.
Chiến binh cuối cùng của đội huấn luyện viên Sa Huỳnh, xin mời bạn Lâm Khải Duy. Thank you.
bây giờ sẽ là đại diện đầu tiên của đội huấn luyện viên An Con. Xin mời bạn Phạm Châu Giang. Mời thí sinh tiếp theo, bạn Vũ Quốc Trung.
giảm còn đông. Thank you.
Xin cảm ơn bạn Quốc Trung ạ. Và trước khi mà chúng ta đến với phần dự thi tiếp theo thì ban tổ chức có một thông báo nhỏ là hiện tại trước địa điểm tổ chức thì chúng thì có một chiếc xe click màu đen ạ. Nên là vị khách nào mà chủ nhân của chiếc xe này thì vui lòng chúng ta đi gửi xe giúp, tại vì ban tổ chức không thể đảm bảo giữ xe giúp quý vị vì hiện giờ thì đã tối rồi. Nên là xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Một lần nữa xin nhắc lại là trước địa điểm tổ chức của chúng ta thì có một chiếc xe máy click màu đen ạ. Nên ai là chủ nhân thì mời quý vị vui lòng chúng ta giúp gửi xe. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bạn thí sinh tiếp theo, đến từ đội huấn luyện viên An Con. Xin mời bạn Lê Minh Quân. Tiếp theo xin mời đại diện đầu tiên của đội huấn luyện viên Quốc Việt cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng live show của chúng ta. Xin mời bạn Nguyễn Đặng Bảo Nghi. Thank you.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần thi tiếp theo của bạn Nguyễn Tâm Đoan ạ. Xin mời Nguyễn Tâm Đoan. Và bây giờ sẽ là phần dự thi cuối cùng của top 9 trong vòng live show của chúng ta. Xin mời bạn Nguyễn Phúc Bình An. Hãy
Chúng ta vừa được thưởng thức hết 9 màn trình diễn của 9 bạn thí sinh rất là xuất sắc đã bước vào đêm chung kết vòng live show của The Finger Kids 2017. Và chắc chắn rằng chọn ra những bạn thí sinh bước vào vòng live show đã khó rồi, nên là chọn ra thứ hạng của 9 bạn thí sinh này trong đêm chung kết của The Finger Kids 2017 sẽ còn khó hơn. Và chúng ta sẽ cần phải dành cho tất cả các huấn luyện viên một chút thời gian Và trong giờ phút chờ đợi, thì chúng ta sẽ đến với một màn trình diễn nữa, đến từ khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay Một tràng pháo tay để xin mời lên sân khấu bạn Vũ Hoàng Hải, Á quân cuộc thi Piano Cover Contest 2016. Giây phút căng thẳng nhất, hồi hộp nhất, kết quả mong đợi nhất trong The Finger Kids 2017. Và để đến với kết quả của đêm chung kết này thì chúng ta sẽ một lần nữa mời lên sân khấu 9 bạn thí sinh đã bước vào vòng live show của The Finger Kids 2017. Và mời 9 bạn thí sinh của chúng ta sẽ bước lên sân khấu. Xin mời bạn Lý Thiên Hương, Mai Chí Công, Lâm Khải Duy đến từ đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Các bạn đứng theo thứ tự nha. Rồi tiếp theo là bạn Phạm Châu Giang, Vũ Quốc Trung và Lê Minh Quân đến từ đội của huấn luyện viên An Con.
Và ba bạn nhỏ tiếp theo của đội huấn luyện viên Quốc Việt, bạn Nguyễn Đặng, Bảo Anh, Tâm Đoan và Bình An. Mời ba con lên sân khấu nè. Đứng theo thứ tự nha, Bảo Nghi, Tâm Đoan, Bình An. Mời các bạn chúng ta xích lên trên một bước, tiến lên trên một bước thì khán giả nhìn rõ hơn. Và Tú Quân sẽ nói sơ lược về cơ cấu giải thưởng của chúng ta trong đêm chung kết của The Finger Kiss 2017 đêm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 3 giải thưởng phụ do ban, do huấn luyện viên chọn ra. Và với 3 giải phụ này thì mỗi bạn thí sinh sẽ nhận được voucher 1 triệu đồng từ Việt Thương Music và tiền mặt là 500.000 đồng. Và tiếp theo thì sẽ là 3 giải tư. Và 3 giải tư này thì cũng sẽ nhận được phần thưởng tương đương là voucher 1 triệu đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Và chúng ta sẽ có một giải ba. Một giải ba sẽ nhận được voucher 2 triệu đồng và 2 triệu tiền mặt từ ban tổ chức. Giải Á quân thì sẽ có voucher là 5 triệu đồng và 4 triệu đồng tiền mặt. Và cuối cùng quán quân thí sinh xuất sắc nhất trong The Finger Kiss 2017 sẽ nhận được voucher là 10 triệu đồng từ Việt Thương Music và 6 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức. Một tràng pháo tay để mà chúc mừng một lần nữa 9 bạn nhỏ, 9 bạn thí sinh của chúng ta. Và bây giờ thì Tú Quân sẽ bắt đầu công bố những phần thưởng. Và khi mà bạn nhỏ nào, thí sinh nào nghe được tên của mình thì mời bạn bước lên trên một bước nha để nhận giải. Đầu tiên thì sẽ là những giải phụ. Chúng ta có 3 giải phụ. Giải phụ đầu tiên, thí sinh trình diễn cảm xúc nhất. Giải này rất là hay nha. Xin chúc mừng cho thí sinh này thuộc đội của huấn luyện viên An Cần. Xin chúc mừng bạn Lê Minh Quân. Rồi, Minh Quân bước lên một bước nha. Giải phụ tiếp theo là thí sinh trình diễn phong cách nhất. Thí sinh trình diễn phong cách này có một bộ đồ rất là nổi bật trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn Lý Thiên Hương đến từ đội của huấn luyện viên Sa Huỳnh. Và giải phụ cuối cùng là giải thí sinh được yêu thích nhất. Giải này rất là quý nha, được yêu thích nhất trong cuộc thi luôn. Xin chúc mừng cho một đại diện của đội huấn luyện viên Quốc Việt, bạn Nguyễn Tâm Đoan. Rồi, xin mời Tâm Đoan tiến lên phía trước một bước. Và chúng tôi xin mời đại diện ban tổ chức lên trao giải cho những thí sinh đã đạt những giải phụ rất là ấn tượng trong The Finger Kiss 2017. Một lần nữa xin chúc mừng Minh Quân đạt giải thí sinh trình diễn cảm xúc nhất, Thiên Hương là thí sinh trình diễn phong cách nhất và thí sinh được yêu thích nhất là Tâm Đoan. Mỗi bạn của chúng ta sẽ nhận được voucher trị giá 1 triệu đồng để mua hàng tại hệ thống Việt Thương Music và tiền mặt là 500.000 đồng từ phía ban tổ chức. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa chúc mừng cho những giải phụ nhưng mà rất là ấn tượng, cảm xúc nhất nè, phong cách nhất nè và được yêu thích nhất. Xin cảm ơn đại diện từ ban tổ chức và xin cảm ơn ba bạn nhỏ của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ mời ba bạn lùi về phía vị trí cũ của mình nha, để chúng ta đến với những giải thưởng tiếp theo. Chúng ta sẽ có 3 giải tư, 3 giải đồng hạng tư. Bây giờ sẽ là giải tư đầu tiên. Xin chúc mừng một đại diện từ đội huấn luyện viên Sa Huỳnh, bạn Lâm Khải Duy. Một bạn nam bằng tuổi với Duy luôn cũng sẽ đoạt giải tư trong cuộc thi The Finger Kiss 2017 đến từ đội của huấn luyện viên An Con. Xin chúc mừng cho bạn Vũ Quốc Trung. Rồi, giải tư này, giải tư tiếp theo, giải tư cũng thuộc về một bạn nam. Đây mình còn 3 bạn nam đúng không? Rồi, giải tư này, một người đứng rất là gần Tú Quân. Xin chúc mừng cho Bình An đến từ đội của huấn luyện viên Quốc Việt ạ.
Và chúng tôi cũng xin mời đại diện từ ban tổ chức lên trao giải cho ba thí sinh đã đạt giải tư trong cuộc thi The Finger Kiss 2017. Xin một lần nữa chúc mừng Khải Duy, Quốc Trung và Bình An. Các bạn nhỏ của chúng ta sẽ nhận được voucher trị giá 2 triệu đồng từ hệ thống Việt Thương Music và 2 triệu đồng tiền mặt từ phía ban tổ chức. Xin nhắc lại là các bạn sẽ nhận được voucher là 1 triệu đồng và 500 nghìn đồng tiền mặt ạ. Xin cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Rồi, nãy giờ thì có những bạn chưa được gọi tên. Đồng nghĩa là những bạn này sẽ là những bạn giành được những cái vị trí khá là cao trong cuộc thi The Finger Kiss 2017. Và bạn nào nãy giờ chưa được gọi tên, chúng ta bước lên phía trước một bước nha. Chúng ta chuẩn bị hồi hộp xem là mình sẽ giành giải nào trong The Finger Kiss ngày hôm nay. Xin mời Bảo Nghi nè, Bảo Nghi tiến lên phía trước. Rồi Chí Công và Châu Giang. Rồi, mình sắp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn luôn. Không biết là ai sẽ giành những cái giải thưởng trong cao nhất trong The Finger Kiss 2017. Thì đầu tiên Tú Quân sẽ công bố giải 3 trước, một giải 3. Ai à, ai ủng hộ cho Bảo Nghi vỗ tay thôi, được không ạ? Châu Giang, Chí Công. Giải 3 thuộc về một cô bé rất là xinh xắn, nhỏ nhắn và rất là nổi bật ngày hôm nay. Xin chúc mừng cho Bảo Nghi ạ. Một cô bé rất là dễ thương, xinh xắn đã đạt giải 3 của The Finger Kiss 2017. Và xin mời huấn luyện viên Quốc Việt, huấn luyện viên của bé Bảo Nghi lên sân khấu để trao tặng giải thưởng cho Bảo Nghi. Và giải 3 của chúng ta thì sẽ nhận được voucher 2 triệu đồng từ Việt Thương Music và 2 triệu đồng tiền mặt. Cười rất là tươi. Rồi bây giờ cô mời Bảo Nghi lùi xuống một tí ha. Mình lùi xuống một tí rồi. Mình còn hai gương mặt nữa là Châu Giang và Chí Công. Bây giờ phỏng vấn một tí đi ha. Về độ tự tin của hai bạn, coi là hai bạn có tự tin mình là quán quân không? Dạ em cũng không chắc đó chị. Không chắc hả? Mình thấy phần trình diễn của mình hồi nãy như thế nào? Dạ em nghĩ đó là những gì sắp em có thể làm được, em sẽ không hối tiếc nếu như em thôi. Dạ, rồi cảm ơn Châu Giang. Còn Chí Công thì sao? Em cảm thấy cũng không biết là ai là quán quân hay là ai là á quân. Em chỉ biết là hôm nay thì em đã trình diễn rất là tự tin và xin cảm ơn cô Sao Huỳnh đã giúp cho em có một phần diễn rất là thành công ngày hôm nay ạ. Cả hai đều là rất là tự tin và nếu mà cho làm lại thì cũng sẽ không làm lại đâu, bởi vì mình đã rất là cố gắng hết sức trong cái phần trình diễn của mình rồi. Và với sự tự tin này thì chúng ta sẽ xem rằng là bạn nào sẽ đạt giải á quân, bạn nào sẽ là quán quân của The Finger Kiss 2017. Bây giờ mình thể hiện cái sự cổ vũ cho hai bạn đi. Bạn nào ủng hộ Châu Giang ạ? Rồi bây giờ khách mời nào phụ lớn quá, dài quá rồi. Còn vị khách mời nào, phụ huynh nào ủng hộ cho Chí Công? Nói chung là ngang tài ngang sức, mình là á quân hay quán quân gì mình cũng vui đúng không? Thôi bây giờ mình công bố quán quân trước đi ha, mình công bố quán quân luôn đi. Và quán quân của The Finger Kiss 2017 đã thuộc về Phạm Châu Giang. Xin chúc mừng bạn. Và như vậy đồng nghĩa với á quân của chúng ta sẽ là bạn Mai Chí Công. Xin chúc mừng cả hai bạn. Và chúng ta sẽ trao giải cho á quân và quán quân. Xin mời hai huấn luyện viên đại diện cho hai bạn, huấn luyện viên Sa Huỳnh và huấn luyện viên An Con. Với giải á quân thì chúng ta sẽ Với giải á quân thì bạn sẽ nhận được voucher 5 triệu đồng và 4 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức. Và quán quân Châu Giang sẽ nhận được voucher là 10 triệu đồng và 6 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức ạ.
Một lần nữa thì xin chúc mừng cho tất cả các thí sinh của chúng ta. Đến đây thì đêm chung kết The Finger Kiss 2017 cũng xin phép được khép lại. Cuộc thi năm nay đã tìm ra ngôi vị quán quân, á quân cũng như là những 27 gương mặt thí sinh xuất sắc lọt vào đêm chung kết. Một lần nữa cảm ơn các bạn thí sinh của chúng ta rất là nhiều. Cảm ơn sự hỗ trợ huấn luyện của ba huấn luyện viên. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các quý phụ huynh với những bạn thí sinh dự thi trong The Finger Kiss 2017. Và chúng tôi mong muốn sẽ gặp lại tất cả mọi người vào cuộc thi năm sau. Còn bây giờ thì chắc là mời tất cả chúng ta, tất cả quý phụ huynh, tất cả những vị khách mời chúng ta lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với những thí sinh của chúng ta.